Các bác cắt rời tầm khoảng 15 cm cái ống này. Sau đó các bác luồn cái dây này để nó đấy, cái đá nó phải xoay tròn như này bác nhé. Nó đơn giản đúng không ạ? Đó. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay tôi vào một trại ở bên Hạ Giáp, Phủ Ninh, Phú Thọ các bạn. Thì cái trại này chia sẻ với bác là trước đây họ nuôi thỏ, nuôi rất nhiều thỏ luôn các bác. Nhưng mà cơ bản là do tình hình Covid ấy, chính vì vậy là cái thỏ là không bán được các bạn. Thế vì vậy là chia sẻ với bác là bây giờ là nhà trại nhà anh ấy thì đầu tư để nuôi bò. Anh ấy cũng vừa nhập mấy chục con bò sinh sản đó các bác. Đó, đây các bác có thể thấy là nhìn cái tổng quan trang trại hoành tráng chưa? Hoành tráng chưa ạ? Đây chia sẻ bác đây đá liếm này bác này. Đó, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn ở cách là treo cái đá liếm như nào bác nhé. Xe thu gom cỏ đây bác. Chờ cỏ đấy. Cái máy anh ấy cũng mua nhà anh Dương này. Ngày này nếu băm cho bọn này ăn thì mất khoảng bao nhiêu phút đấy? Là 14 triệu này. 15 phút. 10-15 phút là cho mấy chục con bò này ăn luôn. Hát đấy nhờ. Nhanh đấy nhờ. Nó bỏ ra ngoài sáng mà làm. 5 cân thì khả năng là treo vào cái ống nhựa này nó không ổn. Em bảo rồi, phải có cái ống sắt hay là ống ấy cơ, ống chịu nhiệt ấy thì mới được. Đây, mô hình thỏ đập hết rồi bác. Chuyển đổi mô hình từ thỏ sang nuôi bò sinh sản đó. Đấy. Để xem nào, nếu mà đâu phải tính toán phá trần đấy. Cái này em bảo này, cái bóng này bác lấy cái bóng led đỏ cho em, led vàng cho em. Không, bác chỉ cần thay đuôi thôi bác. Bên này em nhận hàng xong lúc đầu. Thỏ đây. Vẫn còn thỏ. Đây là bác bắt là trung bình là 35 triệu một con rồi bác. Con này có chửa hết rồi à? Chửa 3B hết rồi. Có chửa 3B hết rồi. Lai xin man. Và đây mấy ngày đầu nó có đánh nhau à, hôm nay bắt đầu mới bắt về à? Nó đánh nhau, nó hút nhau nó... À. Nó phải vài ngày qua nó phân chua với bạn ấy xong rồi nó mới này bác có cái quạt anh ạ. Anh có cái quạt đẩy ấy. Cái này nó hơi bí nhỉ. Trong này hơi bí. Không biết đâu nó phải. Này là bác cho uống điện giải đi à? Tức là hôm nay vừa bắt về luôn. Này là thiếu ánh sáng, bác thay cho em cái bóng 55W. Cái loại bóng led vàng, led đỏ đấy.
nó sẽ hiệu quả hơn. Phải thay đó. Ờ, cái đó hình như là phải như là hơn 200.000 một cái bóng đấy. Chỉ chỗ sau này thả ra ngoài kia thôi mà. Đó, mình có 3 chân thả gì ạ? Ừ. Và đây chỉ yếu cho ăn trong ngày thôi. Còn lại là nhưng mà bây giờ mình phải tính toán là bây giờ mình thả ra như thế nào? Thả ra thế nào ấy? Có cái bãi ở đoạn nào? Chạy ra ngoài kia ạ. Đây sau này thì anh dọn hết lên kia rồi. Và nữa dọn này xong thì là cho nó ra ngoài đấy. Mình cho nó ăn xong rồi mình chỗ này cửa mình mở nó thích thì nó ra. Vâng, thích thì ra, thích thì vào đúng không ạ? Nhưng con bò này hoàn toàn 100% có chữa đấy. Tốt rồi. Cái này sau này làm khung vô éo anh nhỉ? Không, đây anh nuôi chuồng, anh nuôi bò sinh sản. À, tức là thiết kế tất cả chỗ này là làm bò sinh sản á? Ờ. Thế thì nhiều lắm. Thì anh đặt nó 120 con cái chuồng này luôn. Thỏ. Nó đẻ nhiều đẻ bác. Nó đẻ nhưng mà ngày Covid của biết từ đầu năm đến giờ thì thành chết dở. Ơ sao nó nhiều con này bác? Ờ. Đây chia sẻ bác, đây là mô hình nuôi thỏ này. Nhưng mà cơ bản là do dịch bệnh Covid các thứ ấy, là nó không được hiệu quả. Thế chính vì vậy là trại cũng đầu tư cải tạo lại chuồng để nuôi bò vô sinh sản các ạ. Chuồng này chuồng kín luôn các. Hoành tráng vãi. Rất nhiều thỏ các này. Đất thì rộng dã man luôn. Chuồng kín hết. Cái dàn bò này là vừa bác ấy bắt có chữa hết này, 35 triệu một con. Đó. Này sau này những chỗ này là bác ấy làm chuồng hết rồi bác. Đất đầy rất là rộng ạ. Bác thấy chuồng thỏ hay không? Mỗi con thỏ nhìn các bác nhìn con thỏ con đang yêu. Đây là có một cái lúm uống nhỏ ti này quá này. Lúm uống nhỏ ti. Đây, các bác này. Các bác thấy là cái chuồng nó hẹp không? Đấy. Có một mang ăn này, một cái lúm uống này. Nuôi như nuôi lợn nái các bác ạ. Đấy. Đây là chuồng mới hết các bác. Còn đây là đệm lót sinh học này các bác này. Đó, đây đệm lót đây các bác. Bò mới nhập về hôm nay. Mỗi tội cái máng là hơi thấp thôi. Đó, cái này là cái máng tự động chạy tự làm đây. Sau này sẽ cho bò ra bên ngoài kia hết các bác. Cho ra ngoài hết. Có bãi chăn thả riêng các bạn. Đang cho uống điện giải các thứ. Tấp như này chia sẻ bác là nó sẽ rất là khó ăn đều các bạn. Nó phải cúi găm xuống bắt đầu nó mới ăn được quá. Cố gắng các bác làm cao lên tận đây. Cách nền chuồng rơi tầm khoảng 30 phân. Thì nó sẽ hiệu quả hơn bạn. Đó. Còn cái bóng này nếu mà chuồng nào tối quá, các bác lấy cái led vàng cho tôi. Tức là bóng nó sẽ giải ánh sáng mặt trời ấy. Thì nó sẽ tốt cho cái sức khỏe con bò hơn rất là nhiều ạ. Mười lăm phân thôi bác. Bác cắt 15 phân thôi. Nó bảo ông muốn làm đeo thì không làm. Đeo. Cháo giờ nó về đây. Công việc thì về đi. Phẫn. Ông muốn làm gì không làm. Anh ấy thích
đam mê, nói chung là mình là đam mê chăn nuôi. Thực ra mình đam mê thôi chứ còn. Đam mê chăn nuôi. Bác buộc ngang ở cái thanh này cũng được này. Ngang ở thanh này được này. Đấy. Bác phải ghi chặt ở trên này. Thì chặt ở đầu trên xong bắt đầu là nó sẽ được đây. Chỉnh dây. Liếm đi. Liếm ngay chứ còn kia liếm nó sẽ quen liếm dần. Nó liếm suốt ngày. Ống 27 chịu nhiệt thì nó được. Đây các bác này. Các bác cắt rơi tầm khoảng 15cm cái ống này. Sau đó các bác luồn cái dây này để nó đấy. Cái đá nó phải xoay tròn như này bác nhé. Nó đơn giản đúng không ạ? Quá chuẩn rồi đúng không? Nhưng mà cái này là em muốn là nó phải quay ngang ra để đẹp hơn rất là nhiều và nó liếm nó dễ hơn. Liếm nó dễ hơn. Đấy đấy đấy, bác buộc vào thân ngang cho em đấy, kiểu thế. Nó sẽ xoay xung quanh này được. Đấy. Ê, cắt cái ống 15cm thôi mà. Xong buộc dây luồn qua cái lỗ cái của cái ống này là được. Xoay tít thò lò luôn. Đây. Xoay tít thò lò luôn bác. Thế thôi, tầm 4 viên thôi ạ. Hết lại treo, hết lại treo ạ. Đây các bác nhá, đấy mình cắt rồi tổng khoảng 15cm này. Xong bắt đầu đút qua lỗ này các bác. Đấy, bắt đầu luồn dây qua đây. Xong rồi đá nó sẽ xoay xung quanh cái ống này. Và cơ bản là mình làm này á, là nó sẽ mòn đều anh ạ. Nó mòn đều cái đá này này. Không, không thì có chỗ nó mòn, có chỗ nó liếm nó mòn, có chỗ nó lại không mòn. Đấy đúng rồi đấy. Như thế này là chuẩn chuẩn đấy. Xoay đều xoay. Đấy. Chuẩn chỉ rồi đấy. Đúng rồi đấy bác. Chèo cái ngang. Ra liếm ngay